nguyên một hàng này luôn, tha hồ mà trồng. Tại vì đợt trước anh Long anh làm cái vàng á, nó che cái cây ổi đi, cái vàng này tới đây nè, phải không anh, tới đây nè ha, là nó mát quá nó che cây ổi, cho nên là anh Long anh đâm mở ra hơn nửa rồi đó, cả nhà thấy còn con khúc bên trong thôi đó. Giờ mình thiết kế một cái vàng khác, đó là đó, một cái vàng đứng đây, nguyên một cái vàng thành luôn, tha hồ mà trồng cái nhau cái nè. Nó mê chưa, vô mùa xuân tới là tha hồ trồng luôn. Với lại ở dưới là mình lấy mấy cái thùng mót á, mình khoét lỗ dưới đít để mình trồng á, mình chăm nó dễ hơn. Hai chồng xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ra ngoài vườn làm cái vàng này cho nó xong rồi, cái là trồng một ít rau cải, với lại đi vòng vòng quay mấy cái cây ăn trái mà đang ra bông á cho cả nhà xem nha. Thôi anh, cái vàng lưới này hổng anh mua là nguyên một cuộn có nó luôn phải không? Nguyên một cuộn nó bán 70 đồng. Mà xài biết bao nhiêu rồi, mình xài nhiều lắm á. Mà nhưng mà đồ cũ nghe. Ờ nói chứ hết rồi, 70 đồng. Chứ nếu mà mua mới nguyên cái chỗ này á là cũng phải là 500-700 đô chứ không biết đâu. Ừ, đâu mình làm một nguyên cái vàng hàng ở bên hông bên kia. Nguyên một cái hàng rào bên kia. Ờ, mà anh xài hết chưa? Còn chút xíu à. Cái này á là nó có cái bọc mũ ở bên ngoài, cho nên là khi mà mình trồng á, nó bò lên cái thân vậy nè, nó không có bị ảnh hưởng cho cái râu của nó đó, cái râu, cái nhánh, cái thân của nó. Không có nóng. Nó không có nóng. Cái này là mình chế thôi, chứ cái loại này á, là để làm anh, cái này là để làm hàng rào hả? Đúng rồi, làm hàng rào. Làm hàng rào, còn cái này mình chế, mình thấy nó còn dư á, cái là mình làm cái vàng nè. Cái này anh mua cái đồ cũ mà mua ở đâu anh? Trên mạng cũ? Trên mấy cái chỗ mà Craigslist. Hôm nay là mình cũng thu hoạch luôn cái đám rau salad này nè. Thu hoạch coi cái lá nào ăn được thì ăn, còn không thì mình bỏ. Cái này là nó già rồi, mình ăn không biết bao nhiêu đợt rồi. Bây giờ cái cây của nó đó là nó lên bông nè, cả nhà thấy không? Nhưng mà thôi, mình không có cần hạt giống của nó đâu, tới mùa mình ra mình mua được rồi. Đó, cây nè, bông, cây nào cũng lên bông hết, xen vô trồng cây cà rồi, sẵn sàng rồi. Xuân tới rồi tha hồ mà trồng nha. Cái ông thợ này hơi khó chịu chút xíu. Mấy cái thùng mót này mình đã bỏ đất vô, mình để sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nói là chưa được, chưa có ngay hàng thẳng lối, cho nên là giờ phải ginh lên sửa lại. Mấy cái thùng mót, thùng xốp này là mình có ông cậu làm trong chợ Việt Nam á, cho nên là xin họ bỏ đó, họ bỏ cái mình xin đem về. Cái này nhà không có đàn ông là không được cả nhà nha. Đó. Mấy cái khâu này mới cảm thấy là cần đàn ông nè. Hôm nay là có một số cây giống á là mình sẽ trồng xuống. Cái này là dưa leo. Ư mà nó cả nụ như thế này nè, nó lên nhìn thấy ham dễ sợ luôn chưa. Với lại bí ngồi. Đây cái này là bí rợ. Cái này là bí rợ cả nhà. Bí ngồi đây nè. Bí ngồi đĩa bay. Bí ngồi tròn. Rồi bí ngồi trái dài, nhiều lắm, nhiều loại lắm luôn. Đó, hôm nay là mình sẽ thanh toán, mình trồng những cái cây này xuống nha. Cây cỡ này á là thôi mình trồng luôn cho rồi, đi sẵn ngày hôm nay rảnh á thì mình trồng luôn. Ươm bao nhiêu nó lên bấy nhiêu. Mấy cái hạt giống này là mình tự ươm ở nhà cả nhà nha, không có mua. Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên đây, mình quay mấy cái cây nó đang ra bông, ra nụ cưng lắm. Sẵn quay cái này cả nhà xem nè. Mấy cái bông này đợt hỏm á, mình mua ở Home Depot. Đẹp chưa? Nó có nhiều màu lắm nha. Đợt mình mua mình tưởng là nó chỉ có hai màu thôi, vàng với tím thôi. Nhưng mà khi mua về đó, nó nở cái bông ra mình mới biết là nó tới bốn màu luôn. Vàng với lại loại tím này, rồi vàng với lại tím này. Đó, tím này đẹp không cả nhà ơi? Đó, rồi phía bên đây nữa nè. Vàng với lại trắng. Này á là nó có một số bông nó bị, nó héo rồi, nó tàn rồi. Chứ cách đây mấy ngày á, nó ra bông đẹp lắm cả nhà, thấy mê lắm luôn á. Thấy thương lắm. Ngay cái góc này của mình nè, ngay cái hàng rào, cửa hàng rào vô bên sau sân trong á, là nó có mấy cây đẹp chưa. Bên trong đây thì bây giờ nó sạch sẽ rồi, tại bữa hổm mình rảnh á, cho nên là mình đã nhổ hết cỏ rồi.
cái cây đào donut này của mình á, năm nay bắt đầu nó ra nụ ra bông nè, nhìn thấy thương không? Không biết cả nhà thấy anh ta quay cái hướng này, đây 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 nè, nó nhìn đẹp chưa? Mình nghĩ cái này chừng vài ngày nữa ha là cái bông của nó nở ra, cái cây này đẹp lắm nha, sẽ ra quay cập nhật cả nhà xem. Đó, bắt đầu nó ra nụ ra bông, sau đó là hy vọng nó sẽ đậu trái để cho mình ra mình thu hoạch nha. Cái này là đào donut nè, mình mua tại cái vườn Magnolia Garden Nursery. Còn cái cây này, cái cây ổi mà ruột đỏ của mình bên hông bên kia đó, trái sai, thật là sai á, nhưng mà ăn thì nó bị mềm, nó không có giòn, nhưng nói chung thì nó cũng có một cái vị riêng của nó, cho nên là mình bứng lên và mình trồng lại trong chậu chứ mình không có bỏ. Để cái chỗ trống kia mình sẽ trồng những cây nó ngon hơn. Còn những cái cây này thì mình phải lấy ra để trồng ở trong chậu thôi. Nhưng mà nay mình tưởng nó chết rồi cả nhà nha, nhưng mà nay nó bắt đầu nó ra lá non là mình biết là nó sống rồi. Đó, năm nay là mình cũng còn cái ổi này để mình ra mình thu hoạch nha. Thương không? Nó ra mấy cái lá non á. Bỏ phân vô cho em luôn hả? Ừ, bỏ phân vô luôn. Bữa hổm mua 10 bao mà nay giờ còn có 4 bao, 5 bao. Bỏ phân vô luôn đó là mình trồng xuống được rồi. Cái loại phân Phốt Farm này mình thấy trồng cây rau cải này kia rất là tốt đó nhờ nha. Nó pha sẵn, nó đầy đủ hết trơn luôn rồi. Cái loại này thì nó mắc hơn cái loại khác. Nhưng mà cái loại này mình thấy mình trồng á, cây trái nó tốt lắm. Trong mấy cái thùng xốp này là mình đã có đất thịt nè. Rồi mấy cái phân gà, phân bò đó, mình có loại nào cái mình bỏ vô miếng. Bây giờ mình bỏ thêm cái loại Phốt Farm này vô nữa. Nguyên cái vàng này của mình trồng lên là mê lắm luôn nha. Cái vàng đứng nè. Mình mở cái bông cải này ra thử coi nó già kìa nha. U già rồi cả nhà ơi. Màu vàng đẹp chưa? Cắt nó luôn. Đợt hổm mình ra mình thấy nó búp búp đẹp lắm. Nhưng mà bận quá cho nên là không có ra thu hoạch. Bữa nay là ra là nở bung hết trơn cái bông của nó rồi. Mình trồng á mà nó không đúng cái tháng cái mùa của nó là cái bông cải nó ra nó không có đẹp. Này nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng muốn già luôn. Hôm nay mình cắt á, rồi chắc mình nhổ mấy cây lên mình bỏ luôn, chuẩn bị đất để mình trồng mấy cây khác vô. Cái khuôn cải này á, là mình đang muốn dẹp nó đi để lấy cái khuôn lại mình trồng cái khác. Nhưng mà thấy á, mỗi lần mình thu hoạch xong á, lá nó vẫn ra tươi tốt cho mình thu hoạch á. Cho nên mình chưa có nở để bỏ nó, cả nhà ơi, mình thấy ham lắm. Nó còn tốt quá chừng mà. Cái lá nó tốt ơi là tốt luôn. Giờ cũng chưa có nóng lắm, nó mát mát thôi chứ cũng chưa có nóng lắm. Cái này mà nóng á là nó không có chịu. Dao cho nên là mình cắt rất là nhanh hơn. Cái cải này thì cái thân của nó hơi bị cứng. Cải này mình ăn cái lá thôi cả nhà ơi, cái thân nó thì mình thấy hơi bị cứng.
chưa dễ trơn mà cái xịa này của mình đó là nó đầy tràn luôn rồi. Có trồng là mình sẽ có thu nha, nguyên một rổ luôn. Cái này là cái rổ chứ không phải cái xịa, cho nên là rất là nhiều nè. Ăn làm sao mà cho hết. Mình xuống đằng sau mình tiếp tục mình kiếm coi có cái rau gì á, thì mình sẽ thu hoạch cái đó. Rồi mình tranh thủ mình trồng mấy cái rau cải xuống nha. Chứ hồi nắng lên á, trồng ngọt lắm. Cái đám rau cải xà lách này của mình á, là hôm nay là mình nhổ lên luôn, chứ mình không có lấy lá như mỗi khi nữa. Có nhiều lần mình quay video á, thì có nhiều người hỏi cái loại rau này á, là tên của nó là loại nào. Ở đây cả nhà nha, Home Depot hoặc là cái Evergreen Nursery đều có bán nha. Cái loại này ăn nó mềm, với lại là nó ngọt lắm. Cái lá ăn nó ngọt. Mình thu hoạch xong rồi một hồi mình sẽ lướt cái lá nào, mình lựa cái lá nào nó còn non thì mình sẽ ăn. Ôi mê lắm cả nhà ơi. Xong cái đám này, cái cây cà chua nó khoái dữ lắm, tại nó có chỗ để nó phát triển. Cái xỉa này của mình là cũng đầy tràn lên luôn rồi đó. Mình cứ đem cái xỉa không ra là một hồi sẽ có đầy xỉa để mình đem vô, mà thấy mê lắm luôn á cả nhà ơi. Coi nè, thêm một xỉa rau nữa, đường nào mà ăn cho hết. Đó, bây giờ là để hai cái xỉa rau đây, mình sẽ đem đi trồng một số rau cải xuống. Mấy năm trước thì cái dọc khu xanh này của mình là chỉ trồng rau cải hoặc bông thôi. Nhưng năm nay là mình sẽ trồng mấy cái cây bí ngồi này. Hy vọng là nó sẽ chịu đất ở đây, nó ra trái nhiều mình thu hoạch nha. Cái này là bí ngồi đĩa bay nha. Cái trái nó dẹp dẹp. Mình trồng thì phần lớn là thấy cái trái nó đẹp thì ham. Chứ ăn thì mình cũng không có mê nó cho lắm. Ăn thì mình thấy cái trái bí ngồi mà nó dài thì mình thích hơn. Một khuôn của nó mình trồng hai cây thôi. Hai cây nó lại ra phía bên ngoài thùng. Tại vì khi mà nó có trái mình muốn cho cái trái của nó nằm phía bên ngoài nhìn nó đẹp lắm. Còn cái khoảng trống này nè, mình sẽ ăn gian để mình trồng cà chua để cho nó bò lên cái vàng trên đây. Trong đây là mình đã trộn sẵn cái đất thịt nè, với lại phân bò hoặc là phân gà. Cả nhà thấy mấy cái tơi tơi này không, mấy cái rong riêu là pit moss, mình trộn thêm vô cho cái đất nó tươi xốp lên á. Mình trồng thì nó cái rễ của nó sẽ thích hơn. Đây nè, tự ươm ở nhà mà cái cây của nó lên rễ nè, thấy ham không? Nguyên một cái hàng dọc này của mình, mới mốt mà cái cây của nó tươi tốt á, nó ra trái là ham lắm luôn nha. Một khuôn là hai cây. Rồi cái mốt á, mình trồng cái cà chua. Đó, để chỗ trống đây nè, trồng cà chua cho nó cao lên tới đây á, là cái thân của nó mình sẽ cắt tỉa lá gọn lên rồi. Cái là cho nó bò lên cái thân trên đây nè. À, tính thì tính vậy đó mà không biết là nó có chịu không. Hên xui mình phải làm thử, trồng thử mới biết được. Còn xe ở bên đây cho cả nhà xem nè, hồi đó anh Long anh làm cái hàng rào bên hông cho mình xong á. Cái anh qua anh đây anh cây nhãn, cái nhà nhớ cây nhãn thật là to của mình không? Nó mỗi ngày đi làm về anh khỉa một chút, anh khỉa một chút.
còn cái rễ, cái gốc của nó là hôm nay là anh đã thanh toán rồi. Bây giờ mình không biết là mình trồng cái cây gì xuống đây. Đó, có thêm một chỗ trống nữa rồi. Mình sẽ trồng cái gì xuống cả nhà ơi. Còn đây cây sồi năm nay là mình thấy quá chừng luôn. Quá chừng chừng là bông luôn, mê lắm, cưng lắm luôn á. Thấy mê chưa? Năm nay là năm mà mình thấy nó ra bông nhiều á. Hy vọng là cái bông của nó sẽ không có bị bệnh như những năm trước, để nó ra thật thật là nhiều trái. Mình ra mình thu hoạch cho cả nhà xem. Lâu lắm rồi cái cây sồi này nó không có sai trái. Năm nay là mình thấy nó phun ra nè. Tại lòng anh cắt tỉa quá cả nhà ơi, anh cắt quá đi. Cho nên là mấy cái nhánh nó mới ra nó còn nhỏ quá đó, nó sẽ không có ra bông. Mình nghĩ vậy thôi, mình để thừa thôi chứ cũng không biết nữa. Nhưng mà năm nay mình thấy cái nhánh của nó to ra thì nó lại ra bông nhiều nè. Cho nên là mình nghĩ là nó đúng rồi đó. Nguyên cái cây của nó bông không mà nhìn thấy mê dễ sợ. Bây giờ mình lên bên hông mình trồng tiếp tục mấy cái cây dưa leo nha. Khoe cả nhà xem nha. Cây này là cây bông mai dây. Thường ta đem về người ta trồng hàng rào á. Đây nè, nó ra bông nè. Ôi ôi thấy thương chưa, cái bông của nó màu vàng xuất sắc luôn. Mình không có thích màu vàng nha, nhưng mà cứ trồng bông á là mình cứ chọn màu vàng thôi. Tại vì mình thấy cái màu vàng của nó mà khi mà nó dưới ánh nắng mà khi nó ra bông á, nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là xuất sắc luôn á. Đẹp chưa, nó cũng giống bông mai thiệt á chứ. Tại cái cánh của nó nè, nhà thấy cái cánh của nó không đó. Mà sao mà nó không nở nhiều, mới nở có hai bông gì không biết nữa. Ơi à, đây bông nữa nè, là lát đát nè, chứ nó không có nhiều. Cái phía hàng rào bên đây á, là mình định là sẽ trồng khổ qua. Nhưng mà bây giờ khổ qua cái cây nó cũng còn nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ trồng dưa leo xuống trước. Tại vì cái dưa leo á, thường là mình ăn chừng, mình thu hoạch chừng 2 tới 3 tua á, là bắt đầu là cái dây của nó sẽ tàn, nó rụi à. Thì lúc đó mình sẽ trồng cái khổ qua xuống. Bây giờ anh Long ảnh làm cái vàng đứng này á, mình tha hồ mình trồng luôn. Mấy cái dưa leo này á, là mình mua hột giống về mình tự ươm cả nhà nha. Có loại á, thì mình mua ở Home Depot, có loại thì mình mua ở chợ đại hàng. Nhưng mà mình mua lâu lắm rồi, không có nhớ là chợ nào. Nhưng mà mấy cái chợ đại hàng á, thỉnh thoảng mình thấy có, tùy theo chợ, có chợ họ sẽ, cái chỗ cashier, chỗ tính tiền đó, họ sẽ để những cái loại hạt giống. Cho nên là mình thấy là mình sẽ mua trước về mình để đó. Cho nên là không có nhớ là mua ở đâu. Cả nhà đi chợ đại hàng có thể coi thử hoặc hỏi thử mấy cái người cashier tính tiền nha. Cái dưa leo hàng này ăn mình thấy nó ngon, trái nó dài mà ăn giòn, nó ngọt hơn những cái dưa leo khác nữa. Cho nên cả nhà nếu mà ai muốn trồng dưa leo, thích trồng dưa leo thì mua thử cái loại hạt giống dưa leo hàng về trồng nha. Cái chỗ này á, nó không có nắng lắm và nó cũng không có mát. Cho nên là mình thấy trồng mấy cái loại giống như khổ qua hoặc là rau cải thì mình thấy nó cũng tương đối là nó thích hợp.